từ Nghệ An ra đây. Hết lên thôi. Đây, gà hút bằng dao bằng túi hút chân không như này. Đấy. Một con là một con này trọng lượng bao nhiêu em ơi? Em nhìn cho anh từ 1,1 đến 1,3 kg. Một con là từ 1,1 đến 1,3 kg. Giá nông biên có nhá, giá là 244k, 249k. Không biết có bạn nào mua được cái giá rẻ hơn cái giá 244k không? 449k không? Nhưng mà nhà sản xuất đang bán với cái giá là 299k. Và trên line của Hoàng Tiến chỉ có 249k không người? 49, free ship. Free ship luôn mọi người ạ. Free ship nhá. Đặc biệt là free ship. Đấy, nhà ship. Hà nó đặt, khi nào nhận hàng, hay nó đặt á, 1-2 ngày nhá. Chắc là 1 ngày thôi. Nội thành thì 1 ngày, còn ngoài thành thì 1-2 ngày. Ăn thì... Sai còn không có mọi người ạ. Bình Dương không cái có. Cái da nó thì là nó tương đối là... Sai, giòn giòn. Giòn. Còn cái thịt thì nó lại là dai. Giấy chứng nhận này. Có giấy chứng nhận đàng hoàng rồi. Giờ này mày ăn thì mọi người thèm lắm nhỉ. Ăn mới. Đấy. Đây là giấy chứng nhận của gà ủ muối nhá mọi người nhá. Đó, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy. Đủ hết mọi người ạ. Nói chung là cũng sẽ tùy vào từng cái khẩu vị của từng người. Đây là thương hiệu này cũng được đăng ký trên Cục Sở hữu trí tuệ rồi, nên mọi người yên tâm. Công ty Hoàng Tiến là sẽ phân phối những cái sản phẩm mà chất lượng ngon bổ chất lượng mọi người chăm sóc nghe chưa nhìn tay một người nhìn tay nhật một trăm suất nhá các bạn nhá 100 con giá là 299k là nên biết bây giờ chỉ còn là 249k mọi người nhanh tay mọi người giảm 30% cái này thì không giao ở miền Nam đến ship. Cái này chỉ giao ở khu vực Nghệ An hết đổ ra ngoài ngoài Bắc. Hà Tĩnh thì ship từ chắc là từ Nghi Xuân. Đấy, Nghi Xuân ở Vinh mọi người ạ. Thế còn vào thành phố Hà Tĩnh cũng như là Cẩm Xuyên đến Hà Kỳ anh Hà Tĩnh như mình thì cũng mình ấy thì chất lượng đưa đến mọi người khách hàng đấy. Cua không tốt lắm. Đấy nên là cua trong gà. Đây, chỉ giao miền Bắc thôi, khu Nghệ An đổ ra. Ừ đúng rồi. Đấy, bên nhãn hàng cũng là Vinh là cũng bảo là à và đặc biệt là con gà của muối này nhá, ăn lạnh thì sẽ ngon hơn. Ăn lạnh sẽ ngon hơn nhiều. Bỏ vào lạnh muối ăn, mọi người ăn không ăn hết. Mọi người cất vào để cho mình ngăn mát. Khi mà mọi người mà nhận từ ship về gái là mọi người để cất ngay vào tủ lạnh. Để cho lạnh thì ăn nó sẽ ngon hơn. Càng ăn càng ngon. Tôi lại hiểu lý do tại sao là nhà của anh Lam Hoàng nó mùi rồi. Táo nhá. Có táo. 7 giờ bắt đầu mình sẽ lên táo, 7 giờ bắt đầu sẽ có táo. Có táo, có bánh. Đấy, có táo, có bánh. Ngày hôm nay là ngày phân phối cuối cùng của bánh trung thu. Ngày mai. Ngày mai ai bán? Chủ nhẽ. Nhân lên. À đúng rồi, còn buổi ngày nay và buổi ngày mai nữa. Chủ thớt nữa. Nói chung là lên tổng. Sao ấy? Mấy giờ lên bánh ạ? À? Bánh cũng một lúc nữa, mình đang cân đối lại. Bây giờ là cứ đến cái giờ là đang giờ các bạn đói là mình phải bán cái đồ ăn trước. Đấy. Cái này là theo ban giờ các bạn. Hà Nội ship thì là 1 ngày hoặc 2 ngày một người á. Và hiện tại là ship ở Nghệ An, hất ra là thành phố. Thật ra từ Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình trở về các tỉnh ở phía Bắc. Tí nên mình lên bánh thì mình cứ ấy thôi nhỉ. Hà Nam có nhá, anh chị ơi. Hà Nam có ạ. Lên du thuyền nha. Ui, đi. Tí có việc. Đâu? Từ. Ai bảo lên du thuyền đấy? Link comment. Đâu comment đâu. Đâu? Đừng để hắn nha, đừng có lười nha. Đâu? Linh comment đâu? Anh say sóng quá em ơi, em dài ơi, anh say sóng quá. Quá tuyệt vời luôn. Ôi, cái đầu của tôi nó choáng quá. Phạm Quang Linh có tuyệt vời không?
nó trên cả tuyệt vời đó. Bảo Quang Linh có uy tín không? Ôi rồi ôi. Tuyệt vời quá em dai, đúng là em dai. Sư tử rồi. Nhớ phải chia đấy. Chia. Cắt đôi khi ăn vừa rồi cái gì? Phi thuyền à? Bán. Không, lúc đấy là cái gì cả? Sư tử này. Sư tử. Một sư tử này. Con mèo. Một con mèo này. Tập phi thuyền không, từ đó để khi mà đang không để mai ông Hoàng để ông ấy bán mất của mình. Em ơi, ghi cho anh nhé. Linh đã tặng một con sư tử ở à đây. Ok thật nào? Ghi thật nào, đây cho mình mượn đấy. Anh em với nhau không tin tưởng nhau. Không, cái này làm gì ghi nó vào. Ai mình chứ không thì mai live stream này trước rồi là ai mà biết đường nào mà đúng là không tin tưởng anh em được nhau. Buồn quá mọi người ơi. Bố con ngủ với nhau sáng dậy còn mất quán thuốc nào. Ghi lại đi. Cua là chỉ có thành 19 mọi người ạ. Cua là chỉ có thành 19 Quang Linh. Đúng rồi. Thì như phải chuyển lại. Một bông hoa hồng nữa kìa. Hoa hồng nữa. Một ô tô nữa. Thôi thống nhất là hoa hồng anh không ghi vào đâu nha Linh nhá. Cua ship tất cả các tỉnh thành mọi người nhá. Ship tất cả các tỉnh thành nữa. Đúng rồi, mai thì like thì em tặng cho anh. Chịu ý kiến nhận đấy. Anh ơi. Mai thì để tặng, em tặng gì đâu. Không tặng gì. Không tặng cả. Khiếp. Trong phiên like ngày cua có nhá, cua trong thùng hàng có nhá. Những anh chị em nào hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người có thể đặt được. Chứ còn mà các tỉnh thành khác thì là bên mình chưa ra bán cho mọi người nhá. Một cua thì hiện tại nó có cua combo 6 là giá là 689k, còn combo 4 thì có giá là 789k nha mọi người nhá. Mèo đây. Và hiện tại là bên em đang kiếm sản phẩm là con gà ổ muối này, giá nó biết của nó là 299k, hôm nay chỉ còn là 249k thôi đấy, giảm cho cả nhà gần 30k, cũng như là free ship. Cảm ơn đây nhá, anh ghi vào sổ rồi nhá. Đây. Ship 5 đàn có nhá. Ship 5 đàn có. Phạm Quang Linh đã tặng trong phiên live ngày 30 tháng 8 một con sư tử, một phi thuyền, một con mèo. Ôi cứ ghi vào đây cho chắc, xong là sau là đỡ mấy hôm nữa anh em đỡ phải cãi nhau nhá Linh nhá. Anh Hà ơi. Anh mai anh rút tiền hộ anh Linh đấy nhá. Rút đi. Nếu anh Linh không rút được nên rút đi. Tặng quà sang bên đấy để anh Hà rút hộ. Cái gì đấy Linh? À ô tô ạ, à, một ô tô nữa, các bạn nhắc mình nhớ nhá. Mai anh chuyển khoản cho. Mai anh giúp anh chuyển khoản được nhá. Đúng là một cái ô tô bé bé đúng không? Một ô tô bé đúng không? Một ô tô bé. Một ô tô gầm thấp. Là gầm thấp, lúc ấy mình nhìn thấy gầm thấp. Gà muối, gà muối nha. Một lắm, ăn nó ra nó sật. Ăn lạnh thì ngon luôn. Phương tiện di chuyển nhiều nhỉ, còn thiếu mỗi cái tên lửa. À. Rồi. Đây nhá, ghi vào rồi nhá. Một ô tô gầm thấp. Ừ, rồi, đấy là tổng là hôm nay là 4 món. Hoa là không tính đâu nhá, hoa thì không cộng được, hoa thì đau đầu lắm. Linh hôm nay tặng nhiều đấy nhá. Ừ. 20 suất rồi anh ơi. À, còn 20 suất gà thôi nhá, cả nhà mình nhá. Nhanh tay mọi người, nhanh tay đi ạ. 8k2 mọi người có thể mua cho anh em mình đi. Đang đói ăn vậy sao chịu được anh. Đấy, bọn anh đã lên chiến thuật rồi. Đấy, phải ăn vào những lúc mà giờ mà mọi người mà đang đói. Đấy, thì lúc đấy là cái tỷ lệ là mua nó sẽ cao hơn. Đấy. Cái này là cũng là khoa học nghiên cứu rồi nhá. Đâu cái cánh của anh đâu nhỉ? Đây. Da ngon lắm mọi người ạ, da ngon sật lắm. Mọi người mua về mọi người không ăn hết, mọi người hỏi một lạnh nhá. Để vào tủ lạnh mà... càng lạnh ăn càng ngon. Ngăn nếu mà như cái khẩu vị của mình ăn thì con gà này ăn rồi có hơi nhạt. Đấy. Hơi nhạt. Như bồ mình ăn thì hơi nhạt, cần phải có cái đồ chấm. Chấm cái này chấm mà. Mọi người làm một bạn chấm súp hay là chấm súp ngon hơn. Súp tiêu chanh hay là súp hải sản đúng không mọi người? Đấy, cái nước súp. Tí nữa. Thì em bán mọi người mà